Ok, hello anh em. Chiều mưa tiếp tục đầu tuần nha anh em. Em về Gia Lai cho khách 3408 nha. Chai này ở Chư Rông hả? Về Gia Lai cho khách. Xe mới xuống luôn nha anh em. Là 408. Xe còn ổn lắm nha. Giá trên 100 chút vừa xài. Đấy, cho anh chai này đây. Bít mui à? Phát bỏ trên ghế á. Xe xuống nước em nó về Gia Lai. Rồi, cảm ơn chai đã ủng hộ. Thì anh em mình có nhu cầu máy có liên hệ trực tiếp cửa hàng em nha anh em. Quốc lộ 53 Tân An Lô Dũng Niệm Vĩnh Long nha. Chiều để tiếp tục có đơn. Em về Gia Lai cho khách. Cảm ơn anh trai đã từ xa xôi trên Gia Lai xuống ủng hộ. Máy cài bên em còn nhiều lắm nha anh em. Từ 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Còn rất là nhiều máy luôn nha. Đó, anh em mình có nhu cầu quan tâm thì có alo em. Tổng cộng chắc còn khoảng 2-30 chiếc anh em. Nhiều lắm. 4.5, 5.0, 6.0 này đủ hết. 4.7 cũng có luôn nha. Đó, anh em nào quan tâm thì có alo cho em nha. Kuta hoặc là Yang Ma. Yang Ma thì còn 514 với 494 nha. Rồi, cho em nói về Gia Lai. Rồi, chúc anh trai làm ăn phát tài. 3408, anh trai thích máy nhỏ. Vừa xài giá cũng hợp lý anh em, hơn 100 chút là có máy. Rồi, cảm ơn anh em đã ủng hộ nha. Anh em mình quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng cho em nha anh em. Rồi, chào anh em nha.